Đây, hôm nay cũng cảm ơn thiện nguyện Dương Hữu Long cùng với hai vợ chồng của một đứa em đi tới để thăm và trao yêu thương cho bé Tuyền. Tới cái đường đó quẹo vô đó cưng, có cái đường mòn á. Ê, ê, không phải đây nè, đây nè, đây 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 nè. Đây, cảm ơn thiện nguyện Dương Hữu Lộc nha. Cảm ơn hai vợ chồng Em em tên Nhật. gái. Cưng cưng tên gì, Nhật hả? Dạ em tên Nhật chị. Đây, vợ chồng Nhật và Hữu Lộc vô thăm bé Tiền. Đây, cái nhà này là nhà của vợ chồng chị Cẩm Hường. Đóng cửa. Nay hai chồng đi đâu rồi? Kì. Rồi. Quay về nhà đi con. Rồi, là nó đi. À, anh hai ơi, em có công chuyện chút xíu nha. Em có công chuyện một chút xíu. Em nói em có công chuyện chút xíu anh hai gọi lại. Đây, đây là nhà của bé Tuyền đây. Kỳ đừng sủa con. Đây là chú Lộc con, người vợ chồng chú Nhật. Đi lên cho ngồi lên. À, đây chị đây. Alo. Cầm cầm chuyện chút xíu thì nhắn cho ổng, mang chút nữa ổng gọi hoài. Rồi. Còn tiền làm đâu em? Còn làm đâu? Con làm quốc lộ 50 á mà. Làm bên đâu, bên ngành gì? Cái chân. Nó làm cái cửa kính ghê vậy. Cái cửa cũng có cửa đàng hoàng rồi. Này để chị báo cáo này trước, để là nó hết pin hết á. À, bữa nay dì Linh tới, dì Linh thăm con á, thì dì Linh đại diện mợ Loan Huỳnh Thị Kim ha, mua cho con mền cho em bé, phấn với giấy ướt với hai bịch giấy này, băng vệ sinh với đồ của em bé. Đồ của em bé thì người ta bán 10 cái là 225 ngàn, mà người ta tặng cho con 3 cái nữa với dầu huynh diệp, khăn vải, khăn lớn, chai dầu nóng với tả cho em bé ha. À, mợ Loan ơi, con mua hết thảy tổng cộng là 850 ngàn. Để hồi về rồi con đăng cái giấy lên với cái bình thủy, cái bình thủy 150 ngàn. À, còn gà mên thì không có tính tiền, cái gà mên là không có tính tiền. À, cái vỏ sách
Cái giỏ này đừng để con đựng đồ con đi xanh đó. Dạ. 55.000. Nói chung là sắp sửa chuẩn bị đầy đủ hết. Cái giỏ này 55.000. Còn cái hai cái giỏ này á, đừng để đựng mền mùng rồi mền gì đó đi theo. Của chị Hạnh Nguyễn, của chị Hạnh chị gửi. Rồi có gì con xếp con bỏ vô ha. Dạ con cảm ơn. Rồi con bỏ này vô đi. Rất nhiều. Bỏ vô đi rồi con bỏ này ra đi rồi gì nên bỏ này vô cho xong. Rồi con đi nhận của chú Lộc nữa. Chú của con chạy vợ chồng chú Nhật. Rồi ráng cái cô thì cô xin cho con vậy. Mà con ráng con niệm Phật đi rồi đừng cho tất cả cái gì cũng suôn sẻ hết. Dạ dạ. Đúng không? Dạ. Rồi để Linh sắp cái này xuống. Rồi cái này của anh Nhật ha. Ê, em lấy ra đi. Có được rồi. Rồi. Cũng gia chồng Nhật cũng mua dạ. Một ít đồ dùng. Dạ, nghĩ sữa tắm. Dạ, cảm ơn vợ chồng. Cảm ơn rất nhiều. Mình chụp tấm hình. Dạ. Này. Này cảm ơn thiện nguyện Dương Hữu Lộc rất là nhiều. Dạ, cảm ơn vợ chồng em Nhật. Dạ. Này em Nhật, cảm ơn tụi cưng nha. Dạ. Chứ lúc đầu bữa đó chị lại chị thăm nó, chị nói trời ơi mày gì tao không biết tao giúp mày bằng cách gì nữa. Thôi giờ tao gieo duyên 10 ký gạo của chú Lộc đi. Rồi gì nữa thì cầu nguyện. Bữa 10 ký gạo là của chú Lộc đó. Dạ, con cũng cảm ơn chú Lộc nhiều. Hỗ trợ mấy khi nào Lộc có gạo là chị xin rồi cái chị mới đi cho chỗ này chỗ kia. Trời ơi quên nữa tao còn cái tờ giấy của Lâm Thủy, cưng báo cáo chung luôn giùm chị đi. Của Lâm Thủy gửi 500.000, chị ghi cái tờ giấy rồi. Lên đây cầm vô. Rồi mấy chụp cho chị trao đi em chụp hình cho rồi gửi cho chị. Cưng chụp chị đi ha, cưng lấy máy cưng chụp giờ máy ta đang quay rồi. Chút nữa. 3 triệu 7. Nè, cái này là 500.000 của cô Lâm Thủy ở Vĩnh Kim á. Gửi cho con ha, con cảm ơn cô Lâm Thủy đi. Cảm ơn cô Lâm Thủy rất nhiều. Để dành tiền đừng đi xanh, còn giờ thì cũng không phải là để đi xanh hết, thì giờ con thèm gì con ăn. Đừng bồi dưỡng cho thai nhi, bồi dưỡng cho con biết không? Thì cô Thủy cho đó thì con cũng sắp xếp đừng để bồi dưỡng cái thai. Dạ, cảm ơn chị. Cái hộp sữa mà không có uống không? Dạ có. Ráng uống, tại vì cái thai mà nó khỏe đó thì mới mốt con ra thì con nuôi nó cũng sướng, cũng ngon lành. Còn cái này tiền của Mạnh Thường Quân mình phải chụp hình để báo cáo lại. Đúng rồi. Được cái 3 triệu 7. Để hồi hai chồng mà chụp chung với tấm hình với em bé này kia. Yeah. Vô chụp tấm. Yeah. Em có anh Lộc chụp luôn đi. Ừ đúng rồi, anh với hai chồng với chị Linh. Rồi xong rồi chị Linh vô cái em chụp tấm. Chụp chung hết thì mình phải tự sướng. Thôi chị Linh chụp em với hai chồng tấm chụp đi. Còn được cái 3 triệu 7 ha, cái này được ra tiền mặt. Rồi gạo gieo duyên chị hết rồi nha Lộc. Dạ cái nào của nào người ta cho con nữa em có nhiều thì em chị đi giùm em. Rồi. Mừng ghê vậy tao cũng mừng giùm. Nói chung anh chị là giúp đỡ em không mừng. Gắn niệm Phật ha. Dạ 2 tháng. Nè có sâu chuỗi của thầy Thích Bảo Hòa gửi nè. Con lấy ra sợi đi con đeo. Dạ. Nè, rồi cầm đi đeo rồi niệm Phật. Dạ, thầy trì chú rồi đó. Ừ. Dạ. Con chụp một tấm, chụp anh tấm riêng anh đâu chụp trước đi ha. Rồi, chụp chung mình, chụp chung đây. Rồi, cái số lượng nó lên 9:20 rồi. Tắt cái này đi rồi. Con xuống đây luôn đi. Xuống đi con, từ từ nha mày. Mày bà bầu mày từ từ mày đi. Xuống đây ta thấy nhà này người ta. Rồi, trơn quá con. Mày mốt mày kêu chồng mày có gạch có gì á xin. Lộc nguyên góp được 3 triệu 7 ha. Anh bây giờ em chụp phim đi, anh mới phim đi rồi vậy anh. Anh chụp hình anh. Bây giờ em chụp cái máy em chút xíu. Rồi, ok. Tại máy em nó gọn. Mấy chụp của em đi, anh rửa anh cũng được đó. Dạ, được rồi.
Nên là mấy anh nó sáng nắng nó hơi mờ, nó mờ. Đúng rồi. Thì quen cái nhà mình. À, quen nó rõ lắm. Thôi nhìn đi, nhìn nha. Rồi nha, 1, 2, 3, tắm nữa nha. 1. Rồi nha, 1, 2. Trời ơi, chụp này mà còn miếng nữa. Với em lại em thấy, gần chút xíu thấy cái tiền anh đi. Rồi, rồi, rồi. Để anh bật chịu bảy anh gọi anh đưa qua đi đưa qua bé cái gì đi cái gì cầm đi đây chị quay cái phim nè à, đúng rồi đó đó đúng rồi đúng rồi đây cảm ơn thiện nguyện Dương Hữu Lộc ba trao ba triệu bảy chụp trao đây cầm đi cầm đi rồi nha cầm đi đúng rồi nhìn lên 1, 2, 3 rồi rồi à, Lộc quyên góp được 3,7 triệu ha hôm nay đến trao tận tay cho tiền ha rồi hỗ trợ để cho hoàn cảnh.